Huỳnh Như và Malu Smith cùng ăn mừng theo phong cách siêu của CR7 sau khi Lanh FC gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Magitimo ở vòng 19 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Huỳnh Như vào sân từ ghế dự bị ở phút 65 khi Lanh FC tới làm khách của Magitimo. Thời điểm Huỳnh Như vào sân, Lanh FC đang bị đội chủ nhà dẫn trước một bàn nhưng được chơi hơn người do một cầu thủ của Magitimo phải nhận thẻ đỏ. Sau khi Huỳnh Như vào sân, Lanh FC được hưởng phạt đền và Malu Smith thực hiện thành công để gỡ hòa một đều ở phút 72. Huỳnh Như chạy tới chia vui cùng đồng đội, rồi rủ Malu Smith ăn mừng theo phong cách siêu của Cristiano Ronaldo. Sau đó, Mazitimo tái lập thế dẫn bàn ở phút 81. Tới phút 85, đội khách lại được hưởng phạt đền và Malu Smith lập cú đúp từ chấm 11 m để ấn định tỷ số hòa 22. Cá nhân Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội giúp Lanh FC giành chiến thắng ở phút 90 cộng khi dứt điểm bất thành trong pha đối mặt với thủ môn của Mazitimo